Phó Phòng Tư pháp huyện lãnh án 3 năm tù vì nhận hối lộ 9 triệu đồng. Nhận hối lộ 9 triệu đồng từ người dân khi đến làm hồ sơ, nữ Phó Phòng Tư pháp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình lãnh án 3 năm tù. Ngày 19 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Thị Thu Hiền, sinh năm 1981, nguyên Phó Phòng Tư pháp huyện về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Minh Hóa, Đinh Thị Thu Hiền đã 2 lần nhận hối lộ với tổng số tiền 9 triệu đồng, phạm vào khoản 2, điều 354 Bộ luật hình sự. Cụ thể, ngày 28 tháng 9 năm 2022, hai mẹ con bà CTM và CTKH đến Phòng Tư pháp huyện Minh Hóa nộp hồ sơ xin điều chỉnh nam sinh của mẹ và điều chỉnh người đi khai sinh. Khi xem hồ sơ, Hiền cho rằng đã sai nhiều, không làm được và yêu cầu phải bổ sung giấy tờ. Nghe vậy, hai mẹ con bà M ra về. Khi ra ngoài sân, một người phụ nữ lạ mặt nói phải bỏ phong bì 1 triệu đồng mới làm được. Bà M nghe theo, kẹp trong hồ sơ 1 triệu đồng rồi quay lại nhờ Hiền giúp để con gái làm thủ tục lấy chồng nước ngoài. Hiền nhận lời, sau đó qua điện thoại nói trường hợp này phải về xã xác minh nên yêu cầu bà M đưa thêm 4 triệu nữa. Tuy nhiên, do không đủ tiền nên bà M chỉ đưa cho Hiền 3 triệu đồng. Đầu tháng 9 năm 2022, bà CTL đến gặp Hiền để cải chính dân tộc. Hiền nói trường hợp này nhiều thủ tục phải về xác minh ở xã nên không nhận hồ sơ. Vài ngày sau đó, bà L đến nhà bà M chơi và kể lại câu chuyện. Bà M bảo phải đưa tiền cho họ mới làm được. Nghe vậy, bà L về chuẩn bị 5 triệu đồng mang đến gặp Hiền và vài ngày sau công việc được giải quyết. Tháng 10 năm 2022, ông CXH, anh trai của bà M và bà L, nghe chuyện bức xúc nên gọi điện cho Hiền yêu cầu trả lại tiền. Sau đó, Hiền nhờ em gái chuyển 5 triệu vào tài khoản ông H để trả cho bà M và bà L. Số tiền còn lại, trong quá trình điều tra, Hiền tự nguyện nộp tại cơ quan điều tra. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử cho rằng, mặc dù số tiền Hiền nhận hối lộ không lớn, nhưng lại nhận 2 lần, xích nhiễu, đòi hối lộ nên phạm vào khoản 2, điều 354 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn nhận tội, khắc phục hậu quả và là con của người có công với cách mạng, nên tòa đã hạ mức án xuống khung liền kề là 3 năm tù giam.